Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galile gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên hãy đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con đấng tối cao." Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà gia cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa. Kìa bà Elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với thiên chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần. Vâng tôi đây là nữ tỳ của chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói rồi sứ thần từ biệt ra đi đó là lời chúa thưa quý ông bà và anh chị em thân mến hôm nay hội thánh mừng lễ mẹ vô nhiễm và chúng ta được nghe lời của chúa nói đến bối cảnh của việc truyền tin và ở đây chúng ta thấy lời đầu tiên sứ thần đến và nói với trinh nữ maria rằng mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng đây là lời mà sứ thần nói với trinh nữ maria mẹ maria được gọi là đấng đầy ân sủng bởi vì cả cuộc đời của mẹ được gắn liền trong chính tình yêu của thiên chúa Mẹ Maria luôn luôn xác tít và đặt cuộc đời của mình trong Chúa. Và cuộc đời ấy như là một bức tranh Thiên Chúa vẽ ở trên đó tình yêu của Ngài. Một bức tranh tuyệt đẹp không tì vết. Và hình ảnh đó hôm nay sứ thần bảo là đấng đầy ân sủng, chính Chúa đổ đầy ân sủng của Ngài trong cuộc đời của mẹ Maria. Dĩ nhiên Mẹ Maria nghe lời chào này thì có tí phân vân e thẹn. Nhưng mà thực sự thì đấy là kế hoạch để rồi ngôi lời thiên Chúa nhập thể. Một tình yêu được chuyển trao, một tình yêu được khơi lên và một sự đón nhận ở nơi chính mẹ Maria. Sự e thẹn của mẹ với lời chào này và quả thật chính sứ thần nói bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Mẹ Maria trả lời ở trong cuộc đối thoại, chuyện đó xảy ra thế nào bởi vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Và sứ thần nói tiếp, thánh thần sẽ rập bóng trên cuộc đời của mẹ. Và sau đó, sứ thần đưa ra một dẫn chứng. Kìa, bà Elizabeth, chị họ với bà, tuy già rồi, bị hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể. Mẹ Maria bắt gặp được một kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ Maria thấy được ý định của Thiên Chúa và mẹ Maria đọc được lời mời gọi này. Cho nên mẹ đã thưa vâng tôi đây là nữ tỳ của Ngài. Và kể từ phút đó Thánh Thần dập bóng trên cuộc đời của mẹ. Mẹ đã cưu mang ngôi lời nhật thể và nơi mẹ một cung điện xứng đáng cho con thiên chúa ngự trị mừng lễ mẹ vô nhiễm chúng ta nghe cuộc truyền tin này và thấy được ở nơi đó một sự trong sáng ở nơi chính mẹ Maria đối với lời truyền tin của sứ thần. Và chúng ta cũng thấy một kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa thực hiện ở nơi chính mẹ Maria tiếng xin vâng của mẹ làm thay đổi cả một thế hệ, làm thay đổi cả một cuộc đời và làm thay đổi cho cả một thế giới. Từ một cái thế giới của sự chết nay bắt đầu nó giảm sự sống ở đây chính ngôi lời Thiên Chúa nhập thể đi vào trong nhân loại này. Nơi mẹ Maria, chúng ta thấy ở nơi đó một tình yêu được diễn tả một cách rất tuyệt vời. Mẹ Maria bén nhảy ý định của Thiên Chúa trong sự trong sáng nhiệm màu chính cuộc đời của mẹ. Mẹ không để lỡ cơ hội, nhưng trái lại bén nhạy với tình yêu của Chúa để mẹ đáp trả bằng tiếng xin vâng. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hôm nay mừng lễ mẹ vô nhiễm. Một mặt ta tôn vinh Chúa ngang qua tình yêu tuyệt vời mẹ dành cho cộng đồng nhân loại mà ở đó mẹ Maria là người đã đón nhận để chuyển trao. Mặt khác chúng ta cũng nhìn vào mẹ Maria để chúng ta cũng bén nhạy với tình yêu của Thiên Chúa ngang qua các biến cố cuộc đời. Chúa ngỏ lời với chúng ta ngang qua các sự kiện. Làm sao ta biết và bén nhạy để nói với Chúa tiếng xin vâng bằng cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ cho chúng ta có một tâm hồn sáng trong để nghe được tiếng của Chúa và thưa lên mấy ngài bằng tiếng xin vâng bằng cả cuộc đời của chúng ta. Amen.